Hello các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với clip tiếp theo của mình. Thì mình là Chuối đây. Thì trước khi vào clip, mong các bạn bỏ ra vài giây để ấn like và đăng ký kênh giúp mình nha. Cảm ơn các bạn nhiều. Thì ở clip hôm nay, mình sẽ sử dụng 100 con Scientist Clockman và 100 con Scientist TV Man để cảm bước bồn cầu gaming các bạn. Thì trước khi vào clip gọi là cảm bước bồn cầu gaming, thì ở clip trước mình có nói là sẽ giveaway 3 Hyper Sign, 3 Hyper có chữ ký của mình cho 3 bạn may mắn comment ID ở clip đấy. Thì bây giờ mình sẽ gọi là giveaway nha. Thì trước khi giveaway mình sẽ phải vào là một cái app đây. Mình sẽ dùng web Pick a Winner này để chọn ra 3 bạn may mắn nha. Và mình sẽ giveaway luôn trong clip này nha các bạn, để gọi là khẳng định độ real của mình. Ok, bây giờ mình sẽ pass link gọi là clip kia vào đây. Và mình sẽ gọi là ui xem bao nhiêu comment loạt. Ui clip đấy của mình khá là nhiều bạn comment các bạn ạ. Thì nói chung là mình ở clip này mình vẫn sẽ giveaway, nhưng mà gọi là có nhỏ hơn một chút. Gọi là mình sẽ giveaway cho 3 bạn may mắn, mỗi bạn 1k game. Nên là các bạn vẫn gọi là đừng quên để lại like, comment, đăng ký kênh kèm ID nha. Ok, bây giờ mình sẽ giveaway bạn đầu tiên. Thí sinh đầu tiên à, đủ. Chúc mừng bạn gọi là Quân Pro 1247 nha. Bạn là người đầu tiên trúng được con Hyper Sign của mình. Đây các bạn ơi, của RB. Ok, đây bạn đầu tiên. Ơ cái gì, The User Do Not Exist. What the why, sao bạn này lại không nhận nhỉ các bạn ơi. Thôi bạn này quá đen rồi. Đây là do bạn này nha, không phải do mình nha các bạn ơi. Mình sẽ chọn bạn khác nha. Quá đen. Em like tất cả video. À đây bạn, bạn may mắn này vừa nãy là bạn đầu tiên nhờ, bạn ấy không nhận các bạn ạ. Đây, bạn đầu tiên quá đen cho bạn Quân Pro các bạn ơi. Bởi vì mình sẽ giveaway trực tiếp lên clip này đấy, nên là mình gọi là zone ra bạn nào may mắn mình sẽ giveaway luôn nha. Ai đây, chúc mừng anh nha, cảm ơn Duy Hoàng nha. Duy Hoàng là người tiếp theo gọi là trúng được Hyper Sign đến từ mình nha các bạn. Đây tiếp theo là Duy Hoàng Hyper Sign với RB. Nói chung là cái này là mình gọi là như kiểu là một cái phần quà nhân dịp mình mới được partner các bạn ạ. Đấy, thì mình vẫn sẽ giveaway ở clip này là các bạn cứ comment ID lại. Thì ở cái clip sau mình vẫn sẽ gọi là gian đùm như này nha. Tiếp ai đây, người cuối cùng cho em một. Ui, bạn này đúng gọi là xin Hyper thì có luôn. Ok, thế là gọi là 3 bạn may mắn comment ở clip trước thì đã nhận đủ Hyper nha các bạn. Đây, ok lốt bạn này. Ok, vậy là mình đã giveaway đủ 3 Hyper Sign cho 3 bạn may mắn nha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu clip ngày hôm nay nha các bạn ơi. Ok các bạn ơi, thì mình đã gọi là đổi sang cái sandbox mode. Bây giờ mình sẽ phải dùng một số cái lệnh như là từ từ, mình mới quen, mới được partner nên là chưa quen các bạn. Mình sẽ dùng cái gì nhỉ, cái mà à, add money. Add money là cái đầu tiên các bạn ạ. Add money cho mình đã. Và mình sẽ add khoảng 500.000. À không, 5, để nhiều nhiều đi. Để mình đặt unit, mình đặt unit ra các bạn ạ. Mình sẽ đặt con này từ đây đi, bắt đầu từ đây đi. Mình sẽ up lên luôn nha các bạn. Cái việc phải đặt gọi là 200 con này thì khá là khoai đấy các bạn ơi. 200 con này khá là khoai đấy à. Bây giờ quên mất, mình phải dùng cả cái lệnh gọi là để mở giới hạn nữa các bạn ạ. Ok, mình đã dùng lệnh mở giới hạn rồi các bạn. Bây giờ mình có thể đặt thêm nha, đặt thêm được nha. Đó, mình nói chung là ở trong cái sandbox này thì mình sẽ có quyền như kiểu theo logic luôn. Mình có thể làm mở giới hạn các kiểu đà điểu, unit đã số lượng lớn các kiểu đà điểu luôn các bạn ạ. Đấy, bây giờ mình sẽ gọi là skip đoạn này nhá. Các bạn ơi, mình vừa đặt xong một con Scientist và nó gọi là con này Scientist Clock thì đến đây là được 100 con. Đây các bạn có thể nhìn số lượng của mình đây, 100 trên 200 các bạn ạ. Thì bây giờ mình sẽ phải gọi là update cái đống này lên, sau đó mình sẽ đặt cái đống Scientist Clock kia lên. À, Scientist TV chứ. Ô, vai lưng ở dưới đây mà nó nhồi tận lên trên kia là sao các bạn? Vai cả chửa thật thôi. Bây giờ mình sẽ lại skip đoạn này đấy. Khá là mất thời gian các bạn, ngồi click tay nãy giờ mỏi phết đi đùa. Như thế gọi là gọi mấy thằng đệ vào đặt phụ các bạn nhỉ, cho nó nhanh chứ một mình đặt hơi toang ấy. Ok các bạn ơi, thì đây là 100 con Scientist level max nha, Scientist Clock nha. Còn bây giờ sẽ làm con này ví dụ đặt đây có được không các bạn nhỉ? Đặt thử một con cho nó. Ui, đây thì nó vẫn đặt ra ngoài này đúng không? Ui, thế mình xếp luôn đi, xếp luôn một hàng ở ngoài luôn đi các bạn ơi, có được không ta? Nó có tính không nhỉ? Nó có chồng lên nhau không các bạn nhỉ?
Để xem nào. Ủa, nhưng mà cái này nó nhỏ hơn thì nó hơi khó nhỉ. Thôi cứ xếp ra đây đi cho nó ok các bạn ơi. Thì nãy giờ ngồi mòn mỏi thì mình cũng đã set up xong 100 con Scientist TV Man và 100 con Ock Clock của các bạn ạ. Nhưng mà mình đang đang sợ là đặt ở đây nó éo tính ra cái chỗ này các bạn ơi. Nó không chui, nó có vào trong đây không các bạn nhỉ? Nếu mà mình đặt ở ngoài thì nó có chắc vẫn lên đúng không? Chắc vẫn có đúng không? Thôi kệ đi. Bây giờ mình sẽ ốc. Ui, nãy giờ cũng đép được wave 43 rồi các bạn ạ. Vai. À, đúng rồi. Bây giờ mình sẽ spawn cho mấy con boss nha các bạn. Đúng rồi. Bây giờ mình sẽ cho con này nó hút đi để xem nào. Để xem nó có gọi là ui, không thấy mấy con trắng trắng nhỉ? Không thấy mấy con sàn tiết TV, không biết nó có spawn không ta? Vai, mấy cái chữ này vướng quá các bạn ơi. Đây, mình sẽ zoom xa cho các bạn xem này. Đây là tổng là 200 con sàn tít nha. 200 con sàn tít nói chung là à, bây giờ mình sẽ gọi là dùng một cái lệnh spawn toilet à. Spawn toilet. Mình sẽ spawn con gì bây giờ các bạn nhỉ? Con Acho, ừ con Acho toilet. Acho, bởi vì con đấy không có làm chậm các bạn ạ. Nên là mình sẽ là sao nhỉ? Một con này Lumber Between 0.1. Mà có một con thôi thì cái này là cái gì nhỉ? Đây rồi các bạn ơi. Ui, cái Way cái này có 600.000 máu à, con này nó cùi quá. Đấy nên mình phải spawn con Way. Nào à đây, các bạn ơi vẫn hiện lên đây nha. Đáng lẽ mình phải spawn ra cái con nào châu châu tí, con nào quay cao cao tí các bạn ạ. Từ từ mình xem nào, quay ở đâu nhỉ? Lâm bờ toilet, toilet lâm rồi thôi, nó quay quay con này mình xem nào, nghĩ là để quay quay 50 đi, nó sẽ trâu hơn, quay 50 nó sẽ trâu hơn các bạn ạ. Một hết đi để xem nào. Ui, 13 triệu máu các bạn ơi. Át chó toilet. Ui, xem nó càn càn hết cái đống này của mình không? Ui, rồi muỗi rồi các bạn ơi. Con này, mình sẽ cho con này lên quê 100. Để xem nào, quê 100. Nó sẽ là 68 triệu máu các bạn ạ. 68 triệu, à, tí mình spawn ra con Mother Ship các bạn. Ui, con Mother Ship mà quê 100 thì hơi toang đấy các bạn. Ui, con này, what the. Đừng nha, đừng có nói là nó càn hết của mình nha các bạn. Ui không, không không không, thế thì tí nữa mình sẽ spawn wave 10, wave 20 đấy các bạn ạ. Phải, một phát nó đi nó cán hết của mình luôn các bạn ơi. Mình sẽ spawn con, à phải đợi hồi đó, phải đợi hồi đó. Ui, các bạn nhìn này, một cái đống này. Ôi xem mình có con nào chưa lâng mắt không nhỉ, tiện nó đang hút hết thế này. Mình xem có con nào chưa lâng, ê, các bạn ơi vẫn tính ra đây nhá, nó vẫn đặt ra ngoài đường này nha, chứ không phải là không đặt nha. Từ từ, phải đợi hồi lại đã. À, bây giờ mình, nếu mà mình add một con DJ cho mình thì sao nhỉ? Cái gì nhỉ? Mình em một con DJ để mình create create a troop à? Create với play the p DJ TV man. À, đây rồi. Thế thì mình sẽ đặt thêm con DJ vào đây các bạn. À, mình phải mở thêm số lượng đó các bạn ơi. 300. Mình sẽ mở thêm để mình đặt ít DJ cho nó. Happy please. Mình đã bị nhốt ở trong hầm rồi các bạn ơi. Why? Mình phải spawn ra một con để nó hút hết cái đống này. Không được. Acho toilet quay 50. Why? Mình bị nhốt trong hầm rồi. Why? Mình bị kẹt rồi. Đây, một con Acho này để nó hút hết đã. Mình đang đứng ở à đây, đây rồi. Why? Ngố quá tự nhiên chui đấy, thành ra nó cho mình đợi đi luôn các bạn ơi. Đây mình sẽ đặt DJ ra để con này nó gọi là búp búp cái cooldown của cái con Scientist các bạn ạ. Con Scientist vẫn nhận búp nha. Đây nha, vẫn nhận búp nha, không các bạn lại bảo là không nhận búp. Các bạn lại nói mình từ từ đã, bây giờ mình phải set up DJ lại đã. Đây các bạn ơi, đây đây các bạn ơi, con Astro đút chít gì đó. Ôi, mình nghĩ là khoảng quay 25 thôi. Cho nó nhẹ nhàng chứ quay cao nó hơi toang các bạn ạ. Ui, đây. Ui, cái gì? 37 triệu máu. Ơi, mình lại bị nhốt ở hầm rồi. No, để mình xem mà con boss mới nào. Ui, con này màu đỏ các bạn ơi. Acho đu chịt này. Và con này trông đẹp hết nhỉ. Ui, 37 triệu máu, ui 25 37 triệu máu. Nếu con The Mother Ship thì nó sẽ là bao nhiêu máu ta? Không biết có ổn. Ui, con này có stun vãi, con Acho đu chịt này hình như con này thay vào wave 160 các bạn ạ. Wave 160 trong Atlas ở server thường ấy, không phải săn săn bóc mốt này nha. Còn wave 170 sẽ là con Mother Ship. Mình vẫn không biết cái lệnh. À, mình sẽ spawn ra con The Mother Ship xem nào.
U25 thôi, nếu mình để U100 thì chắc éo cả được các bạn ạ. The more tip con này đúng không? Phải không nhỉ? Đúng rồi mà nhỉ? The more ship W20 thôi. W20 thôi chứ. Đây rồi. Ui, W20 nó làm 7 triệu máu rồi đó. Trời ơi, có ổn không? Mình có cản bước được con này không các bạn? Liệu mình có cản bước được con này không? Trời ơi, vai cả chửa. Nhưng mà con này nó đi chậm thế nhỉ? Đi chậm này. Ui, nhưng lần sau mình sẽ tìm cách để tắt mấy con nhăn nhăn này đi các bạn ạ. Để mình chỉ test cái lũ bot này thôi nha. Mình chỉ test cái lũ bot này thôi. Không biết là sau mình các bạn muốn mình làm 100 con gì thì các bạn comment xuống dưới nha, hoặc 1.000 con cũng được. Nếu mà đủ đủ cái diện tích này, cái map này nó đủ diện tích các bạn ạ. Không thì mình sẽ phải lựa một map khác. Map như kiểu Paradise, Palm Paradise. Ui. Ui, đứng 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 đây tí nó nhốt mình vào ấy. À mình còn bay được cơ, mình bay lên mình xem nha các bạn. Mình bay lên mình xem luôn. À, mình sẽ gọi là cho các bạn xem view từ trên cao nhìn xuống. À, view từ trên cao nhìn xuống luôn nha. Ui, con này mình éo cản được rồi các bạn ơi. W20 đấy, mình gọi một con The More The Ship W20 không thể cản được rồi các bạn ạ. Vai cả trưởng. Oh no, 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 no. Không phải chứ, đừng có đùa, không cản được rồi các bạn ạ. Không thể cản được rồi. W20 thôi nhưng mà nó đã 57 triệu máu. Và cái đám gọi là nhất con này của mình, cái đám sai tí của mình éo thể cản được các bạn. Không thể cản bước con The More The Ship W20 rồi. Và nếu mình gọi 10 con ra thì gãy. Sao? À, con này nó bay các bạn ơi. Con này nó bay, Scientist không tính à. Không tính vào Scientist à, what the. Tính không nhỉ? Máu vẫn tụt mà, nhưng mà sao không thấy mất mấy cái này ta? Ủa? Là sao? Nó vẫn tụt mà, nhưng mà nó vẫn tụt máu mà sao không mất mấy cái này nhỉ? Ủa là sao? Máu vẫn tụt nhá. Ủa hay là nó chỉ tính ở con Scientist này thôi, hay là hay là mấy con đấy nó bắn nhỉ? Vai, con này nó bay, nó éo tính vào mấy con này các bạn ơi. Nó không tính vào mấy con này, trời ơi phí đấy nhỉ. Vai. Nhưng mà không thể đan nổi các bạn ơi. Con này mình nghĩ gọi một con, mình thử gọi một con W10 ra xem nào. Xem bao nhiêu máu, W10. W10 xem con này bao nhiêu máu nhá. W10 nó có 2 triệu thôi. 2 triệu thì mình nghĩ mình càng nổi, nhưng mà con này thì chịu. Con này thì chịu các bạn ạ. Ui, nếu mà mình làm 1.000 con Mewing thì sao các bạn nhỉ? 1.000 con Mewing thì con boss nó có đi nổi không ta? Nó có cộng rồi không nhỉ? Vai, mình vừa nảy ra cái sáng kiến là làm 1.000 con Mewing các bạn ạ. Mình vừa nảy ra cái ý tưởng là làm 1.000 con Mewing. Nó sẽ choáng liên tục không ta? Vai, nhưng mà con Mothership này thì bắt đầu mình đâu rồi? Vai, mình bay ra ngoài map luôn rồi các bạn ơi. Oh no. Ôi vai. À, cho các bạn xem map này luôn nha, cho các bạn xem map Elet, toàn cảnh map Elet luôn nha các bạn. Đây nha, cho các bạn xem toàn cảnh map Elet luôn, nhân tiện mình đang fly. À, đây toàn cảnh map Elet nha. Ôi, nhưng mà không thể cản bước được con này rồi các bạn ơi. Con này nó quá mạnh đi, mặc dù chỉ là Way 20 thôi. Chỉ là Way 20 thôi nhưng mình đã éo cản được bước nó rồi các bạn ơi. Cơ bản nó bay nữa, hình như nó bay mấy con này nó không gây được sát thương à. Hình như nó bay mấy con này của mình nó không gây được sát thương thì phải các bạn ạ. Khá là đáng tiếc, khá là buồn, bởi vì nó không gây sát thương được. Mà con này, ui, 2 triệu máu thì vẫn mình nghĩ là vẫn cản được nha. Con này gọi là W10 thì mình cản được, nhưng mà W20 này nó gọi là 57. Sao lại thế nhỉ? Hay là 20 triệu nhỉ, mình tính lại. Ui, 20 triệu vãi, có mô xin này W10 là 20 triệu. Thế thì mình nghĩ là W1 thôi. Mình spawn ra W1 thử xem nào. W1 thì sẽ là bao nhiêu? W1 sẽ là bao nhiêu máu? W1 con này sẽ là 10 triệu máu. Vai. W nhoát nhoát thôi các bạn ơi. Nói gì đến W gọi là 170. Đây nha, mình spawn con W170 cho các bạn xem nhá. 170. Xem nó sẽ là bao nhiêu máu. Tỷ mà. Ừ đúng rồi. Con W170 này là 1 tỷ máu mà không qua mình có sập 7 bao nhiêu? Bao nhiêu? Mấy số đây? 3 7 tỷ máu. What the? Vai.
con Whey 170 nó sẽ là 7 tỷ máu thôi ạ. Ôi trời, chịu rồi, hết cứu game mình rồi. Ủa thế làm sao người ta có thể đi Atlas lên Whey 170 được các bạn nhỉ? Sao làm sao người ta có thể đi Atlas lên Whey 170 này các bạn? Vai cả trưởng ạ, chịu. Và mình là mình thua luôn đấy, thua luôn. Thì clip này của mình đến đây là kết thúc rồi. Nếu các bạn thấy hay thì đừng quên để lại like và đăng ký kênh giúp mình nhá. Còn bây giờ thì bye bye.